Photoshop Brush Size Pen có dùng để trang trí sổ được không? Ok, cùng mình trang trí một bản kế hoạch cho tháng 11 này nha. Đầu tiên thì mình sẽ dùng bút đen để viết một cái tiêu đề uốn lượn thật là bắt mắt như thế này. Khi viết calligraphy thì mọi người nhớ phải nghiêng bút một góc 45 độ để bút tránh bị tuề ngòi nha. Tiếp theo mình sử dụng những tông màu mùa thu như là xanh rêu, đỏ, nâu và vàng. Vẽ dây leo và lá trang trí. Mình sẽ vẽ nhiều loại lá và xen kẽ các màu để trông sinh động hơn. Tính ra thì cây bút Soft Brush Size Pen này có đầu nhọn và đàn hồi nên vẽ khá là dễ. Đã thế bảng màu của em nó còn rất xinh nữa chứ. Bây giờ mình sẽ viết lại lịch theo tuần của tháng 11, rồi đánh dấu các ngày quan trọng trong tháng. Tiếp theo thì mình sẽ chia đôi vở ra. Một nửa mình sẽ viết mục tiêu của tháng, nửa còn lại là các công việc cần làm để hoàn thành mục tiêu. Việc tạo bảng kế hoạch cho một tháng như thế này là một thói quen tốt để phát triển bản thân, giúp mình cố gắng và không bị miss công việc nào. Đến cuối tháng, nếu mà hoàn thành được tất cả những target này, mình sẽ tự thưởng cho bản thân một cái gì đó. Vậy là bản trang trí kế hoạch tháng 11 của mình đã hoàn thành rồi nè. Mọi người có câu hỏi hay thử thách nào thì nhớ comment cho mình biết nha.